À, dạ em Hương miền Tây xin kính chào cô chú anh chị trong và ngoài nước đang xem trên kênh của em ha. À, hiện tại là chú Bảy cô Sáu rồi đang lên nha cô chú anh chị. Chị ơi quay chị. Chị. Quay. Ồ, chú Bảy lên nha cô chào chú anh chị. Cháu chú Bảy lên luôn nha, coi chiếc hộ này nha. À, chú Bảy lên ha. Nãy giờ lâu lắm chú. Nè vô chị. Chú mặt mọi người đây là chú Bảy Tiểu Linh nha mọi người. Ở phía bên ngoài thì cô đâu á? Đang lấy đồ. Đi vô ha. Chú Bảy cũng tới giếng ngộ của cầu Năm ha. À, cũng tới cầu Năm ha. Đúng là kim thò nè. Nghệ sĩ ái mộ. Đây nè, đây nè. Đây nè. Em vô rồi, xin chào mọi người nha, Phượng mang đồ đến viếng cạo mộ tới mộ của cầu Năm nha cô chú chị. Ra đây. Tới mộ nha. Dần này cũng thấy là có hình như là có dịch quay hay sao. Để lấy cái bàn ra cô. Có phải Hồng Dung không? Dạ. Không biết mặt dạ, 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 chú Bảy ha, thần tượng ha. Dạ, dạ, cảm ơn. Hôm nay cô Sáu chú Bảy Hồng Phượng Linh Vũ. Hồng Phượng là con Hồng Vân. Hôm nay nhận thấy là có vịt nha, vịt quay rất là ngon nha mọi người. À, tới hai phần hả? Quá tuyệt vời. Ngay là không nhìn chuyện. Hả? Còn nữa. Cô. Tình nhiên thì bên tôi miếng này cái gì là chút qua bên bà hai thôi là. Ô níu đó ta. À, có thấy đem thuốc bà số lên cúng cho cậu. Nào, đó sao lưng đó. Quay à, cô chú anh chị ơi, à, thấy có bánh mì nữa. Hello chú nha, chào cô, chào chú khỏe anh chú. Dạ, chào Tiêu Minh Vũ nha. Dành của cô Sáu chú Bảy Tiêu Minh ha. Hôm nay cũng có riêng ngủ cô đâu ha. Cô Sáu, con Vũ, anh
À, có heo quay nữa nha, ngoài vịt quay có heo quay nữa. Quay bánh mì. Cho cho qua con. Thì con đang đi trong cái vòng này mới được. Thì con đang tắt nhỉ. Ngày nhìn thấy rất là đông, ngàn YouTuber ở đây ha. Hồi nào cũng đông mà, hồi nào cũng đông, lúc nào cũng đông nha. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha. Này cô Sáu đến cháu mẫu. Dạ, cái hộp bánh lên cái để đè lên cô. Dạ, đúng rồi. Khoảng 1:30-2 giờ trưa. Đó, vậy đi. Em rất là nhiều đồ. Lồng hồ ở phía ngoài. Giờ sau khi sắp xếp đồ cúng xong thì ông Phượng cô Sáu chuẩn bị nhang thắp cho con năm vũ linh. Có nhang mình à. Đốt nhang nha cô chú đi. Cũng tới để bảo mồi cho cô năm ha. Ruby.
Cả gia đình cô Sáu cũng như thắp hương ha cô chú anh chị. Đây là hồng phương ha, một kiện với cái ruby nha. Và trong khi là nghệ sĩ Tiểu Linh cũng đang ngồi hát với anh chị. Chị đây. 76.